Xây dựng một gia đình, một gia đình nhỏ của con. Khoảnh khắc đó thật đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời người con gái. Song mẹ chẳng thể nào yên lòng, vì chỉ ngày mai thôi, con gái của mẹ sẽ lên xe hoa, sánh bước bên chồng. Cuộc đời con sẽ mở sang một trang mới. Trước giờ phút con thuộc về người bạn đời của con, người từ nay sẽ thay bố mẹ yêu thương con đến cuối cuộc đời. Bố mẹ mong hai con biết tôn trọng và nhường nhịn nhau. Mong hai con sẽ sống với nhau thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Ngày mai con hãy vững bước qua đò. Mẹ yêu con. Xin một tràng pháo tay của các viên hai họ thật lớn để chúc mừng con hai cháu.